Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Bên cạnh các sản phẩm trong nước, các tựa game mobile quốc tế luôn được game thủ đón nhận nồng nhiệt, không chỉ vì chất lượng mà còn bởi tính kết nối cộng đồng giữa các châu lục. Tuy nhiên, số lượng người chơi có khả năng tiếp cận với những tựa game này còn khá hạn chế, bởi rào cản lớn nhất chính là ngôn ngữ. May mắn làm sao, các nhà phát hành quốc tế đã và đang dần mở rộng đối tượng người chơi cho các sản phẩm của mình bằng việc bổ sung nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Ở video trước, AFK Mobi đã giới thiệu đến các bạn 8 cái tên nổi bật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với 8 tựa game mới toanh nữa thuộc nhiều thể loại khác nhau cho bạn lựa chọn nhé. Chiến hạm ngân hà, Fleet of Galaxy. Chiến hạm ngân hà, Fleet of Galaxy là tựa game nhập vai chiến thuật chủ đề khoa học viễn tưởng đầy hấp dẫn, được phát hành bởi Shark Entertainment Limited. Tham gia vào game, người chơi sẽ được khám phá thế giới ngân hà bao la vô tận, đồng thời xây dựng cho mình một đội quân gồm các chiến hạm cực kỳ hầm hố. Lối chơi của chiến hạm ngân hà rất giống với các tựa game thẻ tướng hiện nay. Nhiệm vụ chính của người chơi là thu thập nhiều loại phi thuyền đa dạng, sau đó dần nâng cấp chúng để cuối cùng có thể sở hữu một hạm đội bất khả chiến bại. The Fifth Arc. The Fifth Arc lấy bối cảnh chiến đấu với quân đoàn sắc sống, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc chiến nhập vai hành động bắn súng đầy kịch tính. Với thiết kế đồ họa độc đáo, người chơi cảm nhận được không khí căng thẳng, khẩn trương, không khác gì đang xem các bộ phim bom tấn đề tài zombie. Ngoài dùng súng chiến đấu, người chơi còn được hỗ trợ bởi các loại xe tăng với tốc độ bắn cực nhanh. Hệ thống điều khiển trong game cực kỳ linh hoạt và phù hợp với game mobile, gồm nút bắn, nạp đạn, ném lựu đạn, tăng tốc, giúp người chơi sống sót lâu hơn trong trận chiến và tiêu diệt nhiều xác sống. Cyberpunk Hero. Cyberpunk Hero là tựa game hành động bắn súng roguelike màn hình dọc, được phát triển bởi Azure Interactive Games Limited. Trong game, người chơi sẽ điều khiển một nữ anh hùng trên hành trình tiêu diệt những tên người máy nổi loạn, đánh bại các thế lực xấu xa và trả lại bình yên cho thành phố. Như ba tựa game cùng loại, lối chơi của Cyberpunk Hero tập trung mạnh vào khả năng di chuyển và khám phá của người chơi, với vô số kẻ địch và bẫy bí ẩn được đặt rải rác trong các màn chơi. Quỷ vương phá sản, Bankrupt Demon King. Quỷ vương phá sản, Bankrupt Demon King là tựa game nhập vai hành động màn hình dọc do công ty EOAG Games phát triển. Trong game, người chơi hóa thân thành một quỷ vương tập sự, điều khiển các tay sai của mình để khôi phục lâu đài của chúa quỷ và trở về cuộc sống của thế giới loài người. Cách điều khiển của game rất đơn giản, bạn sẽ chỉ cần di chuyển để né tránh kẻ địch, trong khi nhân vật sẽ tự động tấn công. Bạn sẽ nhận được các kỹ năng ngẫu nhiên sau khi lên cấp để tăng chỉ số sát thương và phòng thủ, nhằm đối đầu với các màn chơi có độ khó ngày một cao hơn. Arena Legends – Rise of Heroes. Arena Legends Rise of Heroes là tựa game nhập vai chiến thuật, sở hữu lối chơi kéo thả tương tự Angry Birds, có đồ họa 3D kết hợp nét vẽ nghệ thuật mang phong cách anime. Gameplay của Arena Legends Rise of Heroes là sự kết hợp giữa nhập vai thẻ tướng theo lượt và slingshot bắn bi. Đây là lối chơi rất phổ biến và được ưa chuộng trong các tựa game Nhật Bản.
Cơ chế điều khiển của game rất đơn giản và dễ làm quen. Tất cả những gì người chơi cần làm là dùng ngón tay của mình điều khiển các bước di chuyển của nhân vật. Legend of Pandonia. Legend of Pandonia là tựa game nhập vai thẻ tướng với lối chơi chiến thuật có chiều sâu. Game thủ sẽ được chiêu mộ và huấn luyện hơn 100 anh hùng độc đáo khác nhau. Bạn sẽ cùng họ vượt qua các thử thách được sắp đặt trong các hầm ngục nguy hiểm, nơi có các con trùm đáng sợ và tất nhiên là cả kho báu đang chờ đợi. Game vẫn sở hữu lối chơi nhập vai thẻ tướng quen thuộc của Hàn Quốc, tương tự như Seven Knights hay Summoner War. Người chơi sẽ được xây dựng đội hình gồm 6 anh hùng, bồi dưỡng họ liên tục để vượt qua các thử thách. Freeze Tag Online. Freeze Tag Online là tựa game hành động nhiều người vui nhộn. Các bạn sẽ được trải nghiệm lại trò chơi đuổi bắt thời thơ ấu nhưng đã được nâng cấp thành nhiều chế độ đa dạng. Game có đồ họa 3D đẹp mắt, được thiết kế theo phong cách chibi đậm chất Hàn Quốc. Các bản nhạc nền trong game khá phong phú, mang màu sắc tươi vui, khiến Freeze Tag trở nên thân thiện với nhiều đối tượng game thủ. Cách chơi của Freeze Tag rất đơn giản, game thủ sẽ tham gia vào đấu trường rộng lớn cùng 40 người chơi khác. Mục tiêu của bạn là tấn công phe địch bằng cách đóng băng họ để ghi điểm. Khi thời gian kết thúc, người chơi đóng băng được nhiều đối thủ nhất sẽ chiến thắng. Tower Hero, Tower Defense. Tower Hero, Tower Defense hay Anh Hùng Tháp là tựa game mobile phòng thủ màn hình ngang có đồ họa hoạt hình đẹp mắt. Người chơi sẽ dùng chiến lược của mình để bảo vệ vương quốc. Trò chơi có đồ họa 2D sắc nét, bắt mắt, hòa trộn giữa phong cách anime, manga và một chút biếm họa. Game thủ sẽ lạc vào một thế giới đầy hài hước với hàng trăm anh hùng, quái vật và binh lính có tạo hình đầy ngộ nghĩnh. Lối chơi của Tower Hero, Tower Defense cũng tương tự các game cùng thể loại. Tại đây, game thủ sẽ tùy chỉnh chiến lược phòng thủ của mình bằng các loại tháp canh khác nhau, bố trí chúng vào vị trí hợp lý để phát huy hết sức mạnh. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.